Đó, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình lại có mặt tại trại chó của Trần Trưởng Malinois. Được biết là đợt này trại chó của ông Trần Trưởng có rất nhiều cái mới. Có một cái mới trông rất là hay ho ở đằng phía sau của chúng ta. Nice. Rồi, xin giới thiệu với toàn thể khán giả của anh em kênh Nhâm Tuất ấy. Là vừa rồi thì rất là được anh em ủng hộ ấy. Thì là hỏi về vấn đề chó giống. Thì nhiều khi mình rất là nhiều công việc, nên mà mình cũng không thể trả lời hết được anh em. Thế có gì mong anh em thông cảm. Và bây giờ xin giới thiệu anh em là chó Trần Trưởng là cũng đợt vừa rồi là cũng nhờ được một bạn rất là đam mê về chó, rất là yêu quý chó, và đặc biệt là rất là thích chó. Thì là sẽ đến hỗ trợ cùng với trại chó để mà nhiều lúc để mình đi vắng thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cùng với mình bên trong mảng lĩnh vực bán hàng đúng không? Đúng rồi ạ. Hôm nay ông chủ trại chó nói hơi run, anh em thông cảm nhé, vì vấn đề là có những cái lý do. Có khi bây giờ mời cô bé ra cái nhỉ. Xin giới thiệu với tất cả anh em, đây là bạn Thúy, là nhân viên bán hàng mới của trại bây giờ. Chào anh, chào mọi người. Em cũng là một trong những cái nguyên nhân là lúc ấy bọn anh nói rất là vấp đấy. Thế biết nhiều kiểu gì. Đây xin giới thiệu với toàn thể anh em, do cái công việc mà khá là bận và rất nhiều cái cuộc điện thoại thì trại chó Trần Trưởng bây giờ có một thêm một cái cô bé nhân viên rất là xinh đẹp luôn, tên là Thúy, sẽ hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề là nghe điện thoại và xử lý các công việc của trại chó, đúng không? Đúng rồi. Thế nhân dịp chuẩn bị đến ngày giỗ tổ Hùng Vương và cũng ngày 30/4 thì là trại chó Trần Trưởng sẽ tri ân tất cả những nhà cái mà thuộc khán giả của kênh Nhâm Tuất TV, là một cái chương trình tức là phối giống miễn phí cho anh em hai đực giống của trại, hai đực VK. Đây là đực là con trai của Bunker. Hiện tại bây giờ là 46 cân chuẩn, rất là to cao, phối miễn phí cho anh em. Và đây cũng bên cạnh đây nữa cũng là đực giống của trại. Là mỗi một con ở bên trại là sẽ phối miễn phí cho anh em là một tháng là 6 con cho cái. Tức là cụ thể cái chương trình đấy là cái chương trình mà trong vòng cái tháng 4 dương lịch này, đúng không? Đúng rồi. Thì là trại chó của Trần Trưởng Malinois sẽ có một cái phần quà là tri ân. Đấy, tôi phải xin nhắc lại một cái để cho nó rõ ràng, để cho anh em mọi nơi rõ ràng là hai chú chó đực giống mà đây là đực là sinh sản tại Việt Nam. Đúng rồi. Phả VK. Và được tuyển chọn rất kỹ. Đúng rồi. Đấy, đã được là chủ trại chó Trần Trưởng Malinois giữ lại rồi làm đực giống. Thì trong cái tháng 4 này sẽ có một cái phần quà là tri ân đến cho những anh em mà xem kênh Nhâm Tuất TV. Đúng rồi. Và nuôi chó cái đến cái thời kỳ sinh sản, nếu như mà có nhu cầu thì liên hệ với Trần Trưởng Malinois. Còn mọi chi phí là được miễn phí 100%. Được miễn phí 100%. Miễn phí 100%. Nhưng mà vấn đề là anh em phải mang chó cái đến đây chứ, đúng không? Đúng rồi. Chứ mình đã miễn phí rồi mình không thể mang chó đực đi được. Đúng rồi. Đúng không? Anh em phải mang đến trại. Thế còn cụ thể là vấn đề là cái yêu cầu về chó cái như thế nào thì sẽ nhờ là ông. Là nếu như mà theo quy định của VK ấy, thì là con chó cái đủ 12 tháng thì mới cho sinh sản. Thế nhưng mà ở trại là yêu cầu chó cái được phải trạng cân. Phải từ tầm 25 cân trở lên. Đấy. Và thứ hai nữa là con chó nó phải được qua năm. Tức là qua một năm tuổi của VK. Nhớ là phối với chó có giấy. Và đi với những con chó cái có giấy. Free với cả những cái con chó có giấy. Có giấy VK. Và phải là trên một năm tuổi, trên đúng không? Đủ độ tuổi sinh sản. Và cộng thêm nữa các bạn phải biết là đây là hai chú chó Malinois Durong. Nên cái cân lượng của nó rất là lớn. Cũng phải yêu cầu là chó cái cũng phải có một cái mức trọng lượng cơ thể nó phải khá một tí, đúng không? Đúng rồi. Thì sau này đàn con mới ổn định được. Thì ít nhất là chó cái yêu cầu là phải trên 25 cân. Đúng rồi. Và trên 1 năm tuổi. Và mỗi một con chó đực ấy sẽ được phối với 3 chó cái. Thời gian tính từ ngày mùng 1 tháng 4 đến hết ngày 30/4. Tức là trong vòng 1 tháng đấy là cứ khoảng tầm 10 ngày thì sẽ phối với một con chó cái, đúng không? Đúng rồi. Thì tổng cộng là hai chó đực giống VK của trại chó Trần Trưởng sẽ phối với là tổng cộng là 6 chó cái. Đúng rồi. Và miễn phí hoàn toàn cho anh em. Đấy, anh em nếu như mà ở những cái vùng mà gần đây và yêu thích những cái chú chó đực giống VK của trại chó Trần Trưởng thì có thể mang chó cái đến đây. Đấy, thì số điện thoại của trại chó Trần Trưởng Malinois thì mình cũng sẽ để ở đây nhá. Anh em sẽ tự xem và tự liên hệ nhá. Đấy. Cái số lượng thì chỉ có khoảng tầm 6 con cái thôi. Đúng rồi.
và cái số lượng người xem thì rất nhiều, nên là anh em phải xem mà liên hệ luôn và ngay, còn nếu mà chờ đợi thì chưa chắc đã còn đâu. Đúng rồi, anh em phải đặt lịch nhá. Đấy, cái vấn đề của mình là mình kết nối anh em mọi miền đến cho những cái trại chó mà uy tín mà mình cũng đã quay hàng năm nay rồi. Đấy thì trong đó là có trại chó của Trần Trưởng Malinois. Anh em nhanh tay nhanh mắt và nó còn phải hên xui nữa. Cái này phải có duyên nữa. À còn bình thường mà cái giá trị mà phối của hai con này là bao nhiêu? Như bình thường mình phối ví dụ như con đực này đực mới mà được tuyển chọn rất kỹ mà trạng cân là 46 cân chuẩn ấy. Là hiện tại là đang phối là 3 triệu cho anh em. 3 triệu là với cả chó có giấy đấy. Chó có giấy đấy. Đấy. Còn con kia thì như thế nào? Con bên đây thì giá phối là 2 triệu. Tên là gì luôn để anh em được biết nhỉ? Con tên là Lema. Lema cũng là bố mẹ nhập. Bố mẹ nhập sinh sản tại Việt Nam. Trạng cân thì bé hơn một tí, cũng sinh sản tại Việt Nam. Bé hơn nhưng mà tôi nhìn đấy cũng phải khoảng tầm 37-38 cân đấy nhỉ? 40 cân đấy. Thế à? Ok. Một trong hai chú chó mang phả VK của trại chó Trần Trưởng Malinois và sẽ miễn phí phối cho anh em trong cái tháng 4 này. Đó. Tên là Bun và hậu duệ của Bun Cơ, bố mẹ nhập, bia mang phả VK nhá. Đấy, một cái phần quà mà trại chó Trần Trưởng Malinois tri ân đến cho những anh em mà nuôi chó cái Malinois ở trong cái tháng 4 này là có hai chú chó đực giống mang phả VK và là hỗ trợ cho anh em phối giống miễn phí. Tức là ngoài hai đực VK, nhà mình còn có những mấy con đực nhập nữa. Thế là anh em thì có muốn phối giống bên mình thì thứ nhất là phải đăng ký sớm, khi phải đặt lịch sớm ấy. Khi con chó cái đã báo kỳ xa lơ, chứ nếu đặt muộn quá thì cũng không đồng hành cùng anh em được. Cái số lượng chó nó cũng có hạn thôi. Đúng rồi. Và thực ra là anh em mà nuôi cửa đực thì cũng phải giữ cho được, đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà dày lắm thì cũng chỉ là một tuần nên phối với cả một với con cái thôi. Đấy, anh em phải hiểu nhá. Đấy, nếu như anh em mà mọi nơi mà nếu mà có chó cái mà gần đến kỳ sa lơ rồi, thấy những cái dấu hiệu như kiểu là bỏ ăn hay là như thế nào đấy, lông lá rụng như nào đấy thì phải quan sát kỹ và tính được ngày. Và cộng thêm nữa là luôn luôn là phải liên hệ với cửa đực để cho người ta giữ chỗ cho mình. Rồi, đấy cái thông tin của trại chó Trần Trưởng thì luôn luôn là mình sẽ để ở phía dưới video và ở phía phần mô tả video nhé. Anh em xem được thì cứ liên hệ. Ngoài dàn đực giống nhà mình ở đây nữa, và đợt vừa rồi là nhà mình có rất là nhiều vẫn chó con ấy để cho anh em lựa chọn. Thì xin mời anh em đến tham quan cái dàn chó con. Ok, tại vì cũng là cái mùa này là mùa sinh sản, trại chó nào cũng rất là nhiều chó con. Thì hôm nay mình ghé thăm trại chó Trần Trưởng. Đấy, có một cái chương trình là phối giống miễn phí hai chú chó này, cộng thêm là có những cái dàn chó con cho anh em mọi miền. Nếu mà yêu thích giống chó Malinois Đuông to cao đen hôi, mua để gọi như là làm cảnh trong nhà trong vườn thì liên hệ với Trần Trưởng nhá. Còn bây giờ thì tiếp sau đây là mình sẽ nhờ Trần Trưởng Malinois sẽ dẫn mình ra cái khu để chó con để giới thiệu cho anh em xem nhá. Rồi, xin mời anh em nhá. Hiện tại thì đang có một số đàn chó được sinh sản tại trại. Thì xin mời mọi người cùng em để tham khảo một số đàn chó. Ok. Thì xin giới thiệu mọi người nhé, đây là đàn chó con của Bun Cơ nhập Mexico, mẹ VK. Đây là con của Bun Cơ đúng không em? Vâng ạ, đúng rồi. Rồi em cứ đi đi, em cứ đi đi. Còn đây là đàn chó của bố mẹ VK, phải chạy đấy. Còn đây là đàn chó của con của A Tho nhập Séc, mẹ VK. Đây là đàn chó này, là đàn chó màu lông là đen vàng đây, là con của A Tho. Vâng, con của mang phả gọi như là EU dành cho anh em yêu thích huấn luyện đấy, đúng không? Đúng rồi. Còn giới thiệu với anh em, đây là đàn chó của con của Bun Cơ, mẹ VK. Đây, trên hình ảnh của anh em là đàn chó con của Bun Cơ này, màu lông đen xì đặc trưng của Đuông. Đàn con của A Tho mang phả EU dành cho anh em yêu thích huấn luyện. Đây cũng là những cái đàn chó mà đầy đủ những cái giấy tờ của trại chó Trần Trưởng Malinois. Tất cả mẹ VK. Đúng rồi. Tất cả những cái con giống tại trại chó Trần Trưởng Malinois bây giờ đều là chó có giấy tờ đúng không em? Vâng ạ, tất cả đều là giấy tờ đầy đủ hết đấy ạ. Của hiệp hội VK đấy. Và em có thể chia sẻ cho anh và khán giả trên kênh được biết là giá trị của đàn chó hiện tại cái thời điểm này là giá như thế nào nhỉ? Hiện tại thì tất cả các đàn chó bên trại em
hầu như đều là bố nhập mẹ VK hết. Nên là cái giá dao động từ khoảng 6 triệu đến 8 triệu một con, tùy từng con. Giá đấy là giá dành cho là chó có đầy đủ giấy tờ anh em nhé. Đúng rồi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn mua chó mà không lấy giấy thì mình bên em bớt 1 triệu tiền giấy. Tức là mình chỉ là bớt cái tiền đi làm giấy thôi. Bớt tiền chứ đi làm giấy không phải là chó không giấy tờ. Vâng, đúng rồi ạ. Tất cả đều có giấy tờ làm giấy hết ạ. Còn nếu mà anh em nào mà không làm giấy thì không lấy giấy thì bên em sẽ trừ đi 1 triệu. Tức là không lấy giấy nhưng mà vẫn phải đăng ký sớm. Còn khi mà mình đã làm giấy cho cả đàn rồi thì phải chấp nhận cái giá tiền đấy, đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok, đấy cụ thể như thế nào nhá, anh em mà xem được video thì cứ liên hệ với Trần trưởng Malinois và cộng thêm là liên hệ với cả em Thúy, bây giờ sẽ là phụ trách cái bán hàng tại trại chó. Hôm nay xem cái video này anh em phải rất là thông cảm nhá, mình này và Trần trưởng Malinois cũng vừa bị dính Covid xong. Bây giờ hiện tại đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, cộng thêm là có thể là do em Thúy nữa. Đến đây là anh cũng quên hết tất cả kịch bản đấy. Đúng là con trai của ta. Thì hiện tại bên em đang có 4-5 đàn chó thì tất cả đã đều khoảng thường được 2 tháng rưỡi, 3 tháng rồi. Thì tất cả đều được, đã tiêm đủ các mũi vaccine rồi. Có một số con thì cũng đã tiêm 2 mũi vaccine. Tuy nhiên thì tất cả đều có thể xuất chuồng được rồi. Nếu anh em nào có nhu cầu muốn mua chó thì cứ liên hệ em, cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho anh em. Ok, đấy bây giờ ngoài ông Trần trưởng ra, anh em mà có nhu cầu gọi như là tư vấn hay là hỏi thêm thông tin gì cứ liên hệ trực tiếp với cả em Thúy nhé. Vâng, em Thúy sẽ có trách nhiệm là giải đáp thắc mắc cho anh em, đúng không? Vâng ạ, đúng rồi. Ok, rất là cảm ơn em. Và cảm ơn anh em đã xem cái video này nhé. Anh em phải thông cảm, chó con rất là nhiều luôn. Và bây giờ chuẩn bị đến giờ ăn rồi, nó sủa rất là nhiều, anh em phải thông cảm nhé. Rồi, xin cảm ơn em Thúy nhé. Vâng ạ, xin chào mọi người ạ.